Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuở xưa, Đức Phật an trú tại nước Xá Vệ. Lúc đó có bốn vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây cùng bàn với nhau. Trên đời này, cái gì khổ hơn hết? Vị thứ nhất nói. Đói khát là khổ hơn hết, vì những khi đói khát thường uống mắt mờ, lòng dạ chẳng yên, thật là khổ. Vị thứ hai than. Sân hận mới là cái khổ lớn nhất. Mỗi khi nổi giận là chẳng kể thân sơ, và lắm khi làm hại mình, hại người nữa. Vị thứ ba bảo. Lo sợ thật là khổ không gì bằng. Mỗi khi sợ hãi thì tim đập mạnh, tay chân run rẩy, đứng ngồi chẳng yên, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vị cuối cùng nói. Cái khổ trong đời không gì hơn giam dục. Mỗi khi sắc dục bức bách thì không chỗ nào là không nghĩ tới, cũng nhân đó rồi bị nguy thân mất mạng, nó báo hại hơn cả. Vị bất đồng ý kiến nên họ cứ tranh luận mãi. Đức Phật biết được, ngài liền đến hỏi. Các ông đang tranh luận việc gì? Các tỳ kheo đứng lên làm lễ rồi trình bày những điều đang bàn luận. Đức Phật bảo. Những điều các ông vừa bàn luận đó chỉ là thứ khổ ngọn ngành, chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ khổ. Cội gốc của cái khổ trong đời không gì hơn là có thân. Tất cả sự đói khát, nóng bức, sân hận, kinh sợ, sắc dục, thân là gốc của khổ. Nguồn tai họa cũng vì thân mà người ta lao tâm mệt trí, lo sợ đủ điều. Vì nó mà chúng sinh gây thù chuốc oán, tàn hại lẫn nhau. Chấp ngã buộc rằng sanh tử không dứt cũng đều do nơi thân này mà ra. Muốn xa lìa đau khổ trong hiện tại và vị lai thì chúng ta phải nhất tâm theo đạo chánh, không khởi những vọng tưởng sai lầm, tinh tấn trì giới thiền định, có trí tuệ mới mong đạt được niết bàn an vui tịch diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ. Nóng không gì hơn dâm, độc không gì hơn giận, khổ không gì hơn thân, vui niết bàn hơn hết. Bởi vậy, những ai là bậc hiền trí phải thiết mau tự lợi bằng cách nương về Tam Bảo, huân tập những tài sản của bậc thánh. Đó là thất thánh tài. Một là tín, hai là giới, ba là tàm, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí tuệ, bảy là xả ly. Tín là phải vững niềm tin nơi Tam Bảo. Phật là đứng toàn năng toàn giác, đáng để cho chúng ta tôn thờ kính ngưỡng. Pháp có công năng diệt trừ phiền não, tham sân si. Tăng là người đại diện cho Phật, duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác. Tàm, quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình, ăn năn cải sửa các lỗi lầm để trở nên người chân thiện mỹ. Đa văn nghĩa là ngoài việc mưu sinh ra, quý Phật tử nên dính chút ít thời gian nghe kinh học Pháp để làm hành trang trên bước đường tu tập. Nhờ học hỏi giáo lý mà mình biết đâu là thiện ác, tốt xấu, phải trái, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, từ đó phát sinh trí huệ. Nhờ có trí huệ mới xả ly hết những kiến chấp sai lầm, dụng vặt, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, đa văn thí trí huệ, đây là bảy món báo. Nhờ tin nên giữ giới, thường làm việc bố thí, không luận nam hay nữ, trọn đời không đói nghèo. Kinh Pháp Cú. Nhiều người nhờ căn lành đời trước gặp được thiện hữu tri thức khuyên nhắc quy y giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh để tích lũy phước đức về sau. Họ lại trả lời rằng tuổi tôi còn trẻ, đời còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đó, dạy gì phải tu cho uổng phí tuổi xuân. Chính vì thế nên tổ xưa khuyên bảo rằng: Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Quý Phật tử ra nghĩa địa hay đến nhà cửu huyền, thời thấy rõ nơi đó không từng bất cứ một ai. Quý Phật tử nên nhớ rằng, con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta, không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nó đến thì bất luận tăng, tục, già, trẻ, sang, hèn, nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay nghĩa địa hoang vắng xa xôi cô tịch. Nơi ấy dẫu thông minh, tài trí, anh hùng, khôn dại, chung quy rồi ai cũng chết. Kiếp phù sinh là thế đó, như ngọn đèn trước gió không biết nó tắt giờ nào. Đời người ảo ảnh phù du, cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay, tạ thế đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng, mà chẳng gieo được một chút phước duyên thì thật là đáng tiếc vô cùng. Vì thế nên Khổng Tử than rằng: Sanh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Có nghĩa là lúc sống mà không biết làm việc lành, thời sau khi chết khó mà thoát khỏi cửa địa ngục. Nhưng đây tôi xin những câu chuyện ở trong Khế Kinh kể rằng
Ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác, đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vô diêm dương. Vua hỏi: ở trên nhân gian sao người không chịu làm việc thiện, gây chỉ ác nghiệp để rồi phải bị đọa đày xuống đây khổ sở như thế này? Thưa diêm chúa, ở trên nhân gian nhà nước làm việc gì cũng phải thông báo trước. Sau ngày khi con bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp. Người có thấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa ngài, tôi thấy. Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi. Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết, tại sao ngươi không lo tu? Thưa ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm, tại sao ngài lại bắt tôi? Ngươi có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không? Thưa diêm chúa, tôi thấy. Ngươi phải hiểu rằng cho dù già trẻ lớn nhỏ gì, tới số đều phải chết, tại sao không lo tu còn biện luận lôi thôi? Anh ta vội quỳ xuống thưa rằng: tôi thấy, nhưng vì quá ngu ngê nên mới gây ra ác nghiệp, mong diêm chúa từ bi tha thứ. Diêm chúa phán: tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ hay đấng thiên liên quyền thế nào xúi dục, mà chính tự ngươi làm thì ngươi phải chịu, không có nói năng dài dòng gì nữa. Ngục tốt đâu, đâu nói vào ngục hành hình cho ta. Thế nên người xưa mới than rằng: khuyên niệm Phật, than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Quý vị nào đầu tóc điểm bạc, đó là thiên sứ đến báo tin rồi, ráng lo tu kẻo trễ. Có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật, tôi thấy vậy mới khuyên: cụ già rồi không biết chết giờ nào, ráng lo niệm Phật. Làm hoài cũng vậy, biết bao nhiêu mà cho đủ, để cho con cháu nó làm, cụ lo niệm Phật để đứt lại cho nó. Hơn nữa, nhờ niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc an lành, chứ con cháu của cải không cứu mình được. Bà cụ nói: sư bảo như vậy cũng phải, nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ, lập gia đình chưa hết, để khi nào nó yên bề gia thất rồi tôi mới rảnh lo tu. Mới nghe qua tôi thấy cũng có lý, nhưng khi con nó lập gia đình xong không bao lâu lại sinh ra cháu, phận làm cha mẹ thật là khó xử. Còn nó vẫn đi làm không ai giữ cháu, thấy vậy không đành lòng, rồi cứ tiếp tục lo cái này xong lại có cái khác vừa xong lại có cái khác nữa, cứ như thế mà lo mãi cho đến khi ngã ra chết mà cũng chưa rảnh để tu. Cho nên trong kinh Nikaya Phật nói: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, giới đại binh thần chết. Khi tử thần đến gõ cửa, mình nói khoan để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu có được không? Chuyện đó không bao giờ có, vì Diêm Vương chỉ định canh ba chết, không thể nán lại đến canh năm. Hỡi ôi, tất cả già trẻ sang hèn, ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy, chúng ta không tu nhiều được thì cũng nên tu ít, chớ có hứa hẹn. Bất luận là người ngoài đời hay trong đạo, tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công. Tha vui, lo giàu nghèo, lo mãi cũng không xong, hẹn khi khác mới tu. Thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có? Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay, đừng hẹn ngày mai. Vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, chờ nó để làm gì? Cho nên trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh bốn con ngựa để ví dụ cho bốn hạng người. Con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai nhiệt lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư đánh chết bỏ, lúc lắc chứ không chịu chạy. Nói đến đây, Đức Phật dạy của người ta cũng thế. Con ngựa thứ nhất chỉ cho người trí, vừa nhìn thấy trong xóm có người chết là họ lo tu liền, giống như con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi liền chạy. Con ngựa thứ hai chỉ cho ai đó thấy người thân trong gia đình chết mới phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba chỉ cho có kẻ thấy người trong xóm chết, họ cũng không tu, cho đến trong gia đình có người chết cũng chưa nhúc nhích, đến khi chính bản thân họ bị bệnh thập tử nhất sinh, khi đó mới cảm nhận xác thân này là vô thường giả tạm mới chịu phát tâm tu, giống như con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chịu chạy. Con ngựa thứ tư chỉ cho hàng người nghiệp chướng quá sâu dày, họ bị quan niệm tu cũng chết, không tu cũng chết, chẳng tin nhân quả, tội phước, sống là tranh giành, chết là hết. Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm, suốt đời không biết tu là gì. Giống như con ngựa chiếm bất trị, hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa, họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo. Quý vị tự kiểm lại xem, trong bốn hạng người đó, coi mình thuộc hạng nào. Có nhiều người đợi cho đến khi mình sắp chết mới chịu thức tỉnh, thỉnh quý sư đến cầu an. Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an mạnh khỏe, sẽ phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi. Nhớ lại chỗ Đức Phật còn làm thái tử, chỉ nhìn thấy người già, bệnh, chết có một lần là phát tâm tu liền. Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần,
nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài, vậy mà có mấy ai chịu tu? Vì người ta chết chứ đâu phải mình chết, cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác. Quý Phật tử nên nhớ, con đường người xưa đến, tới mình cũng phải đi qua thôi. Nếu ai tự cho rằng tôi sống hoài không chết thì khỏi cần tu, còn nếu nghĩ rằng ai rồi cũng phải chết thì ráng chịu khó tu dù một chút. Mình lo cho sự sống bao nhiêu thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành. Tu ở đây không có nghĩa là vô chùa mới gọi là tu. Tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quý. Thân không sát sanh, đạo tập, tà dâm. Khẩu không nói dối, đâm thập, theo dệt, rủa chửi. Ý không tham lam, sân hận, tà kiến. Đó gọi là tu. Chính cái sự tu nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não. Vợ biết tu cho nên mình hiền thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau. Hoặc là ông chồng giữ vợ hiền, chồng mắng vợ nhịn thì đâu có chửi rủa đánh lộn. Nhờ vậy mà gia đình được bình yên hạnh phúc. Kế đến láng giềng, nếu họ hung dữ chửi rủa sỉ nhục dư đêm, mình nghĩ rằng cái thân này không biết nó chết giờ nào, hơi đâu mà hương thua cho sanh ra phiền não oán thù. Họ muốn chửi bao nhiêu cứ chửi vô lỗ tai bên này, qua lỗ tai bên kia đi mất, hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt. Chửi riết mỏi miệng họ cũng nghĩ. Nhờ vậy mà lối xóm được bình yên. Còn nếu như bị người ta chửi, mình kiếm một câu gay gắt hơn chửi lại, nó sẽ dẫn đến đấu khẩu không xong thì chuyển qua đấu võ, kẻ lỗ đầu, gãy tay chân, người bể mặt, bầm mình. Nếu lỡ tay đánh người ta trọng thương hoặc chết, thời sẽ tốn tiền thuốc, lại bị bỏ tù hay là tử hình, bỏ vợ con ở nhà không có ai lo, khổ lây cả chùm. Vậy mà ở đời họ cho đó là khôn, tự vỗ ngực xưng ta đây là anh hùng, còn người hiền họ lại cho là nhu nhược, yếu hèn. Thật là mê muội. Cái chết nó đuổi gấp một bên mà chẳng chịu lo tu, tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu. Muốn không khổ tâm vì những lời nói thô bỉ độc ác của kẻ khác, trong kinh Chánh Niệm Xứ dạy: niệm hơi thở trong thân và ngoài thân. Niệm hơi thở trong thân là của ta, niệm hơi thở ngoài thân là của người. Những lời chửi mắng, hủy báng, nhục mạ, khen chê, nó chỉ là gió mà thôi. Hoặc quán niệm thân ta và người đều do đất, nước, gió, lửa hợp thành, không có cái gì là ta, là của ta cả. Nếu quán được như thế thì những lời chửi mắng, đánh đập, giết hại, khổ vui, khen chê, tốt xấu, phải trái đến với ta đều được hóa giải hết. Trái lại, còn khi ta và người các pháp là thật thì phiền não oán hận sẽ phát sinh rồi gây ra ác nghiệp. Kinh Trung Bộ Phật dạy: khi gặp nghịch cảnh phải cắn răng dán lưỡi lên đốc dòng, lấy chân tâm chế ngự dòng tâm. Nghĩa là khi tâm tham sân si nổi lên, đừng tiếp tục nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý nhân duyên, nhân quả để diệt trừ chúng. Người có chánh niệm dù gặp chướng duyên, ác nạn cũng vượt qua một cách dễ dàng, vì chánh niệm có công năng chuyển quả dữ thành quả lành. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.